Vậy thì ngày mai nó sẽ hơi buồn vì những câu chuyện của em, buồn cho cảm xúc của em. Ngày mai cũng sẽ vui là bởi vì mình được giữ một cái tiệc mà chân phương cuộc sống thì có hạnh phúc khi mà mọi người có chân phương. Anh thì không phải là người mò mè văn chương, nhưng mà kiểu chính em làm cho cái câu chuyện nó hay quá, cho nên là thôi một lần là để một lần nói với chính bản thân em, là cũng nhắc nhớ chính bản thân anh là cuộc sống sống chậm lại chút. Anh cũng drama, em cũng drama nhiều khi á, đúng không? Cho nên là nhân sẽ là một trong những tấm gương mà nghĩ là nhiều bạn sẽ phấn đấu được như em. Nhưng mà tụi mình là những người trẻ hoàn thiện quan trọng, đúng không? Gửi một lời nào đó đến ngày mai cho mọi người đi tiện, cho mọi người cảm thấy nhân là một người đã gọi là mang lại rất là nhiều cảm xúc đấy, thật sự là Tứ và em có không? Có không? Có không? Nó dối không đó? Nó tươi không? Nhưng mà nhân làm cho mọi người khóc nhiều hơn. Cho nên bây giờ mọi người có thể nghe nhạc nha. Ai vậy? Nãy giờ đã hết rồi, giờ đưa qua em cạn lời nghĩ không biết nói gì á. Chị ngày mai chắc để ngày mai bật mí á, để cho mọi người dặn dò người ta đi, có phong bì thì thiệu tùng gì đến là kiểu dặn dò thì kỳ lắm giờ thôi kệ em sao cũng được, là kiểu giống như là cái tấm lòng của mọi người đến là em đã đủ vui rồi. Thầy là muốn nói của nhân đó là ngày mai em quà nhân không cần, nhưng không có thì mọi người sẽ buồn, đó là từng đoàn người, nhưng mà mọi người không có nhân sẽ buồn, tức là sự hiện diện của mọi người chính là niềm vui của nhân. Đúng rồi, nói đi. Thì mình làm một cái buổi tiệc như vậy là chỉ mong được thấy gương mặt của tất cả mọi người thôi, chứ mình cũng thật sự ra mà nói thì đã đầu tư thì không có, không thật sự em không cần quà, thật sự em chỉ cần mọi người đến. Mọi người chính là món quà. Đúng rồi. Ý là vậy, nhưng mà kiểu giống như là diễn đạt không được chứ. Thật sự em nói cũng suy nghĩ đến đó nha. Kiểu giống như là sợ làm lên rồi mọi người lại chậm lại. Sợ không nghe. Sợ mọi người lại bảo là tại sao lúc trước giống như là em nói nãy giờ đó, tiết kiệm quá rồi sống cuộc sống cơ cực rồi này kia, rồi bây giờ lại kiểu giống như là setup hoa, setup cái này cái kia cho nó xa hoa, cho nó mai nói rằng hay là em đã nói rằng mai nói rằng thật sự mà nói đó là một cái nỗi lòng của em, gọi là cái nỗi lòng của em, nhưng mà em nghĩ rằng là có người đáp có người đi. Có nghĩa là thoát khỏi vòng an toàn là quan trọng. Nếu mà thật sự mình cứ nấu đồ ăn trong dạng gọi là an toàn, canh chua cá lóc hoa tỏi thì suốt cuộc đời nó không anh. Em nghĩ là em phải cho em một cái gì đó, tại vì em đã làm rất nhiều rồi. Và giống như là em phải cho em một cái buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Ngày mai chứ. Cho em một cái buổi tiệc ngày mai mới được. Một giờ em rồi, đang là một giờ em chỉ là hôm nay. À rồi, cho ngày hôm nay. Đây hôm nay là ngày của em. Ok, bye bye. Ngày mai mọi người nhớ đến sinh nhật của Thiện Nhân nha, một trong những sinh nhật mà rất là cảm xúc. Cho tập nãy giờ mà cứ như là ngày mai sẽ rung quá rồi. Ok, bye bye.